quý vị, thưa các bạn, Quảng Bình là quê hương của di sản, trong đó có các di sản văn hóa phi vật thể độc đáo và phong phú như ca trù, hò khoan, đùm pí, hát tuồng. Những làn điệu dân ca mượt mà, chân chất được hình thành trong đời sống tín ngưỡng và lao động đã khắc sâu trong tâm khảm của mỗi người dân Quảng Bình và được các nhạc sĩ chất lọc để làm âm hưởng trong các ca khúc viết về quê hương. Chính âm hưởng đặc sắc của dân ca đã làm cho các tác phẩm âm nhạc về Quảng Bình luôn mang những nét đặc trưng không thể nào pha lẫn. Chuyên mục tác giả tác phẩm kỳ này sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Tân, ca khúc mang âm hưởng hò khoan nhưng tính chất âm nhạc rất rộn ràng, trong sáng và tràn đầy tự hào, ca khúc Quảng Bình hò hụi hò khoan. Câu hò khoan vang trên quê mình, mênh mang lời ca bao câu ân tình. Quảng Bình bừng lên câu ca cùng đất nước, bọt dòng hò khoan bay khắp đất trời. Nghe câu hò khoan bơ hò bơ hùi, trắng thanh vươn quanh câu ca khoan nhằn. Một miền quê hương qua bao mùa dòng bao, Quảng Bình quê ta khu quý vị và các bạn thân mến, là ca khúc hưởng ứng phong trào sáng tác văn học nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 410 năm danh xưng Quảng Bình, tác phẩm của nhạc sĩ Ngọc Tân đã chiếm được rất nhiều tình cảm từ đồng nghiệp và công chúng yêu nhạc tỉnh nhà. Tuy là nhạc sĩ chuyên ngành biểu diễn, nhưng mỗi ca khúc do Ngọc Tân sáng tác luôn gây được ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ. Nhạc sĩ Ngọc Tân hiện là phó giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh. Hơn 30 năm công tác trong ngành văn hóa, anh khởi nghiệp với vai trò là một ca sĩ. Ngọc Tân được biết đến là một dòng ca đẹp, đậm chất miền Trung. Những ca khúc do anh thể hiện như Nhớ Nhật Lệ, Đường Lên Quy Đạt, Hò Vực Nồi, Phổ Biển Tình Anh, Tâm Tình Với Sông Danh đã được công chúng yêu nhạc Quảng Bình mến mộ và nhắc đến như là ca sĩ đầu tiên thể hiện thành công cả ca khúc này. Chia tay với hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, nhạc sĩ Ngọc Tân chuyển qua làm công tác quản lý văn hóa. Và đây cũng chính là môi trường lý tưởng để anh phát huy hết khả năng đạo diễn chương trình, tổ chức hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là sáng tác âm nhạc. Với những cống hiến trong lĩnh vực văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng, anh đã được kết nạp là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam chuyên ngành biểu diễn. Anh sáng tác không nhiều, nhưng mỗi tác phẩm ra đời đều đã thể hiện được khả năng sáng tạo âm nhạc và tình cảm tha thiết đối với quê hương. Đặc biệt là các ca khúc Về Với Quảng Ninh, Tường Đài Màu Xanh. Ý tưởng sáng tác ca khúc Quảng Bình Hò Hụi Hò Khoan được nhạc sĩ Ngọc Tân ấp ủ khá lâu. Nhưng đến khi Quảng Bình rộn ràng kỷ niệm 410 năm lịch sử, thì ca khúc này mới được phổ biến rộng rãi. Cũng từ đó, giai điệu hào sảng mà chân quê của Quảng Bình hò hụi hò khoan đã vang lên trên khắp các sân khấu biểu diễn nghệ thuật tại tỉnh ta. Và mới đây nhất, bài hát đã được thể hiện trong đêm giao lưu nghệ thuật khai mạc lễ hội Hang Đồng Quảng Bình năm 2015. Ở mảnh đất Quảng Bình chúng ta thì cũng có nhiều ca khúc rất hay. Chính vì vậy tôi muốn suy nghĩ viết một ca khúc trong cái chất liệu của nó là
top nam, vì hiện nay là top ca nam là hát những ca khúc Quảng Bình rất là hiếm. Chỉ vì vậy là tôi đã viết nên cái ca khúc Quảng Bình Hầu Hò Khoan. Thông qua ca khúc này, tôi muốn nói lên cái mảnh đất con người Quảng Bình hay giỏi trong sản xuất và trong chiến đấu từ trước đến nay là cái gì, mang những cái di tích lịch sử của quê hương Quảng Bình. Nghe câu hò khoan vang trên quê mình mang lời ca bao câu ân tình. Quảng Bình vươn lên câu ca cùng đất nước, ngọt giọng hò khoan bay khắp đất trời. Nghe câu hò khoan bơ hò bơ hụi, trắng thanh vươn quanh câu ca khoan nhạt. Quý vị và các bạn, từ trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm đến nay, có rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng sáng tác về Quảng Bình đã được công chúng ghi nhận, và nhiều ca khúc đã trở thành những bài ca đi cùng năm tháng. Để không bị lặp lại ý tưởng nội dung và giai điệu ca khúc của các tác giả đi trước, những sáng tác mới cần phải sáng tạo, có góc nhìn riêng và một hướng khai thác mới. Chỉ có như vậy, tác phẩm mới gây được ấn tượng và được khán giả đón nhận. Với ca khúc Quảng Bình Hò Hụi Hò Khoan, nhạc sĩ Ngọc Tân đã phần nào làm được điều đó. Xuyên suốt nội dung ca khúc, nhạc sĩ Ngọc Tân đã nhiều lần nhắc lại những câu hò hụi hò khoan. Đó cũng chính là nét đặc trưng của quê hương mà anh muốn khai thác để làm biểu trưng cho hình ảnh của Quảng Bình. Đoạn đầu, nhạc sĩ đã đặc tả quê hương với những điều hò khoan man mác, một không gian trữ tình đẹp đến nao lòng. Nhưng ẩn sâu trong đó là ý chí kiên cường, nghị lực vượt lên khó khăn của đất và người nơi đây trước sự tàn phá của thiên tai khí hậu. Đoạn 2 là một khúc tráng ca với những địa danh, những con người đã làm nên bề dày lịch sử hào hùng của mảnh đất Quảng Bình. Lời ca ngắn gọn nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa. Ca khúc như là lời nhắc nhở cho các thế hệ trong tương lai hãy luôn sống hết mình để xây dựng và bảo vệ quê hương, xứng đáng với truyền thống anh dũng trong chiến đấu, anh hùng trong lao động mà các thế hệ cha anh đã vun đắp. Năm tháng qua đi, quê hương Quảng Bình có đổi thay như thế nào thì âm thanh tự hào từ quá khứ vẫn vang vọng trên những dòng sông đã đi vào lịch sử. Đó là dòng Linh Giang, Kiển Giang, Nhật Lệ, là Mâu Sơn sừng sững, là Lũy Thầy Phủ Kính rêu phong. Những câu hò hụi, hò khoan rộn ràng, náo nức của quê hương đang bắt nhịp cho bài ca tự hào về mảnh đất Quảng Bình đang từng ngày đổi mới, vững vàng niềm tin trên con đường hướng đến tương lai. Quảng Bình ghi khắc lời dặn dò của Bác Hồ khi người về thăm trong ước nguyện phát triển văn minh, no ấm, hạnh phúc, tươi đẹp. Nghe câu hò khoan vang trên quê mình, mình mang lời ca bao câu ân tình. Quảng Bình mừng lên câu ca cùng đất nước, ngọt giọng hò khoan bay khắp đất trời. Nghe câu hò khoan bơ chẳng thanh vần quanh câu ca khoan nhận, cuộc miền quê hương qua bao mùa giông bão,
Khi đặt bút viết ca khúc này thì tôi muốn lựa chọn cái âm hưởng dân gian hò hùi và hò khoan. Thì qua ca khúc này tôi đã nhấn mạnh đến cái tiết tấu của nó. Hò hùi hò khoan là cái gì? Hò hùi khoan chúng ta cái màu sắc của dân gian Quảng Bình nhưng mà có tiết tấu, thì đó là bài ca lao động. Chính vì vậy trong ca khúc tôi muốn tách cái phần phách và nhịp theo cái lối đảo phách nhiều hơn, thông qua đạo nhịp và đạo phách nhiều hơn để muốn nhấn mạnh cái làn điệu hò hùi khoan, một cái chất liệu của dân gian Quảng Bình nó rất hay và rộn ràng. Bài hát được viết ở dòng la thứ nhịp 24, tiết tấu nhanh rộn ràng, sử dụng nhiều nốt đảo phách, bổ cục chia thành hai đoạn. Đoạn 1 giai điệu mềm mại, âm vực thấp, mang tính kể chuyện. Đoạn 2 mang tính tự hào, trong sáng, âm vực cũng được đẩy lên cao. Mặc dù sử dụng dân ca miền Trung làm âm hưởng sáng tác, nhưng nhạc sĩ chỉ sử dụng một số quảng âm, nên ca khúc vẫn thể hiện được sự sôi nổi cùng tiết tấu nhanh và hiện đại. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với những ca khúc đã trở thành khúc hát tự hào của người dân Quảng Bình, như Quảng Bình trong câu hát, câu hò non nước Quảng Bình hôm nay, ngày mai, Quảng Bình cất cánh, với giai điệu âm hưởng dân ca miền Trung nhưng rộn ràng, hào sảng, hy vọng ca khúc Quảng Bình hò hùi, hò khoan của nhạc sĩ Ngọc Tân sẽ trở thành một trong những nhạc phẩm mới được công chúng yêu mến, góp phần làm khơi dậy phong trào sáng tác về quê hương, để Quảng Bình hôm nay, ngày mai sẽ mãi mãi là niềm tự hào trong tim của mỗi người dân sinh ra trên mảnh đất này. Câu hò quan vang trên quê mình, mạnh mang lời ca báo câu ân tình. Quảng Bình bừng lên câu ca cùng đất nước, bọt dòng hò quan bay khắp đất trời. Nghe câu hò quan bơ hò bơ hùi, trắng thanh vươn quanh câu ca quan nhạc. Một miền quê hương qua bao mùa sông bao, Quảng Bình quê ta.
câu hò khoan vang trên quê mình, mạnh mang lời ca bao câu ân tình, Quảng Bình bừng lên câu ca cùng đất nước, lọt dòng hò khoan bay khắp đất trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.